Hello everyone, good morning. Hôm nay sáng nay mình vừa chỉ ná ra cắt rau, vừa làm chế biến thức ăn ăn. Đây là rau muống nha mọi người. Ơi trời nhá, nó mùi ngon mọi người, rất là ngon. Dập rau của bà hết. Phù bà hả? Phù bà hả? Phù bà hả? Phù bà hả? Trời ơi, dập rau của bà hết. Đi phá rau của bà nghe. Ở đảo con đây con. Nè
này, xong rồi mọi người. Xong rồi, ba bình á, sáng nay là đi cắt rau xong rồi mọi người.